Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An, chiều nay thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ phát động chiến dịch diệt mũi lan quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika tại Bến Lức. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An khảo sát thực trạng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cần Giước. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay ngày 2 tháng 11 tại nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Chính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hồ Nông dân Việt Nam đã được cử hành trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Dự lễ truy điệu có Quỹ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban lễ tang, đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. dây phía lãnh đạo tỉnh Long An có Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Trạnh. Đọc đứa chăn tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trưởng ban lễ tang xúc động ôm lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng trẻ trang của đồng chí Nguyễn Văn Chính. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, tên khai sinh Cao Văn Chánh, tên thường gọi là Chính Cần, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1924, quê quán xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia cách mạng năm 1945, giao đảng ngày 15 tháng 8 năm 1946, nguyên quỹ viên trung ương đảng các khóa 4, 5, 6, 7, đại biểu quốc hội các khóa 89 nguyên bí thư tỉnh ủy Long An, bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang, bộ trưởng Bộ Lương thực, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, nay là phó thủ tướng chính phủ, kim chủ nhiệm Ủy ban thanh tra nhà nước, nay là tổng thanh tra chính phủ, phó trưởng ban thứ nhất ban tổ chức trung ương, chủ tịch hội nông dân Việt Nam, quy hiệu 70 năm tuổi Đảng, quân chương Hồ Chí Minh. Hơn 70 năm hoạt động liên tục không mệt mỏi trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Ở bất kỳ vị trí công tác và công việc nào được giao, đồng chí Nguyễn Văn Chính đều tận tâm tận lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị là bí thư tỉnh ủy Long An, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo có tài chỉ huy. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Long An, do đồng chí bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Chính đứng đầu, nhân dân Long An đã giành thắng lợi to lớn trong cuộc đồng khởi năm 1960, đặc biệt là chiến thắng hiệp quà đêm 22 trạng ngày 23 tháng 11 năm 1963, tiêu diệt trung tâm huấn luyện biệt kích, một trong những căn cứ quan trọng được Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng với quy mô lớn nhất ở miền Nam nước ta vào năm 1963, lần đầu tiên bắt sống bốn tên cố vấn Mỹ. Đặc biệt trong những năm 80 của thế kỷ trước, đồng chí Nguyễn Văn Chính được cả nước biết đến với vai trò người lãnh đạo tiên phong xóa bỏ quan liêu bao cấp bằng chương trình giá lương tiền hay chủ trương cải tiến phân phối lưu thông, bù giá chào đương trong lần làm bí thư tỉnh ủy Long An thứ hai từ năm 1977 đến năm 1984. Một trong những cơ sở để Trung ương tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Văn Chính. Trong những ngày qua, nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, đồng chí đồng nghiệp và nhân dân đã đến diễn. Sau lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Văn Chính đã được cử hành trọng thể vào sáng cùng ngày tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, 2 tháng 11, 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần chủ trì hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Đến dự hội nghị có các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt gần 57.250 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 9% đạt kế hoạch đề ra, trong đó đáng ghi nhận là tốc độ tăng trưởng khu vực 2 khá cao trên 14% so với kế hoạch đề ra là 13% trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng và năng suất các cây trồng chủ lực đều tăng. Nhìn chung, một số cây trồng khác như chanh, thanh long, rau màu các loại đều có diện tích và sản lượng tăng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt hơn 8.860 tỷ đồng, đạt trên 108% dự toán trung ương giao và đạt tỷ lệ khá so với dự toán giao. Các lĩnh vực xã hội cũng có nhiều tiến bộ, giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Về quy mô và chất lượng, tổ chức các hoạt động chăm lo văn hóa thể thao cho người dân, Công tác y tế được thực hiện chủ động kịp thời phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, lĩnh vực an ninh quốc phòng được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành cũng đã thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm trên các lĩnh vực như tình hình xuất khẩu nông sản còn nhiều hạn chế, khi phải qua khâu trung gian chưa thật sự liên kết bốn nhà, nguồn vốn xúc tiến đầu tư còn hạn chế, thiếu nước ở các huyện vùng hạ, chậm triển khai các dự án tái định cư gây khó cho cuộc sống người dân, bệnh Zika, tình hình đình công lãng công để thực hiện hiệu quả các phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu các sở ban ngành phải nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phải đạt chỉ tiêu 9,3%, GRDP bình quân đầu người 56 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 78%, đồng thời để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng thu, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016. Tại khu tưởng niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, hôm qua đã diễn ra lễ phát động chiến dịch diệt mũi lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất số huyết và bệnh gây ra do virus Zika năm 2016. Hoạt động cho Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các ngành các cấp các tổ chức đoàn thể nhiệt liệt hưởng ứng chiến dịch và thực hiện đúng cam kết giữa lãnh đạo sở y tế và lãnh đạo ủy ban nhân dân các địa phương. Trước mắt cần tập trung triển khai công tác tuyên truyền, dẫn động, hướng dẫn người dân về các biện pháp diệt lăng quăng, diệt mũi phòng chống bệnh do virus Zika, bệnh sốt xuất huyết và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Với khẩu hiệu người dân diệt mũi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do virus Zika, và mỗi người dân mỗi gia đình hàng tuần hãy dành nửa tiếng đồng hồ thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng lễ phát động chiến dịch đã thu hút hơn 700 cán bộ, viên chức, học sinh các trường học trên địa bàn huyện Bình Lức tham gia. Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu đã tham gia diễu hành đi qua các đường phố chính thuộc thị trấn Bình Lức, tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng chiến dịch nhà nhà diệt mũi, lăng quăng, phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất số huyết. Theo thống kê, đến nay cả nước đã ghi nhận 23 ca bệnh do virus Zika, trong đó tỉnh Long An có 1 ca. Hôm qua, ngày 1 tháng 11, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang cùng các bang Hội đồng Nhân dân tỉnh đến quyện Tân Trụ giám sát việc triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn quyện. Đoàn đã nghe Ủy ban Nhân dân quyện báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, có nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả tích cực, điển hình như mô hình xây dựng ao lắng nuôi tôm nước lợ của 4 tổ hợp tác với diện tích ao lắng gần 6 hecta ở xã Nhật Ninh, mô hình chăn nuôi heo gà trên đệm lót sinh học, mô hình săn phẳng mặt ruộng bằng tia laser, mô hình canh tác lúa theo hướng hữu cơ an toàn sinh học bền vững, hỗ trợ vaccine phòng bệnh heo tai xanh, quyện đang hình thành mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa từ việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn cây con giống đã góp phần tạo động lực và điều kiện giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, kéo giảm thấp nhất chi phí đầu tư, hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện cũng còn nhiều bất cập trong thủ tục, quy định chưa sát thực với từng địa phương. Ủy ban Nhân dân quyền, Phòng Nông nghiệp quyền, các bộ phận chuyên môn trình bày nhiều ý kiến kiến nghị, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan của tỉnh để xem xét điều chỉnh một số quy định đối với từng chính sách sao cho phù hợp với địa bàn của dùng hạ nói chung và tân trụ nói riêng. Ông Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Long An cùng giới thành viên của Trung tâm đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quyền Cần Đức về thực trạng bộ phận tiếp nhận trả kết quả của quyền Cần Đức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của huyện hiện có 3 cán bộ được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc. Đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất khang trang với diện tích sử dụng trên 80 m2. Đảm bảo công tác phục vụ nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện là đầu mối tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện cũng còn những khó khăn, đó là hệ thống mạng ở các xã còn yếu nên khi nhập hồ sơ trên phần mềm chậm gây khó khăn trong việc luân chuyển hồ sơ. Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bộ phận tiếp nhận của quyền còn sử dụng phần mềm cũ, trong khi đó chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quyền Cần Đức đang sử dụng phần mềm mới của văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh nên việc tra cứu hồ sơ không thực hiện được mà chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và chuyển cho chi nhánh Cần Đức thụ lý. Quỹ ban nhân dân quyền Cần Đức kiến nghị tỉnh cần trang bị máy đo sự hài lòng của khách hàng tại bộ phận tiếp nhận nhằm đánh giá hiệu quả công việc. Đồng thời, cài đặt lại phần mềm luân chuyển hồ sơ từ xã đến quyện đến tỉnh, mang tính thống nhất trong luân chuyển hồ sơ. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2016, Hội Người Cao Tuổi Quyện Đức Hòa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016. Hội Người Cao Tuổi Quyện Đức Hòa hiện có 20.367 hội viên đang sinh hoạt tại 597 tổ hội. Trong năm qua, phong trào và công tác hội người cao tuổi trên địa bàn quyền tiếp tục được củng cố và phát triển, tập trung vào công tác kiện toàn xây dựng tổ chức hội vững mạnh các hoạt động chăm sóc phụng dưỡng phát huy vai trò người cao tuổi từng bước nâng cao. Cụ thể, trong năm, quyện hội đã tổ chức mừng thọ cho trên 3.000 cụ với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể vận động hỗ trợ cho các hội nghèo, neo đơn khuyết tật trị giá 493 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi, phúng điếu, giúp hội viên nghèo, vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, đi tham quan du lịch, trợ cấp Tết, khám chữa bệnh miễn phí định kỳ cho các cụ cũng được phát triển mạnh. Toàn quyện có 520 cụ là nông dân sản xuất giỏi, trong đó cấp trung ương là 4 cụ, cấp tỉnh là 20 cụ, cấp quyện là 157 cụ. Trong công tác phối hợp xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên vận động con cháu và bản thân đóng góp sửa chữa 6 cây cầu dùng sông, hiến đất làm đường, rải đá mi, rải sỏi đỏ trị giá 1 tỷ 390 triệu đồng. Sáng 21 tháng 11 năm 2016, đơn vị tài trợ cùng chính quyền địa phương xã Mỹ Thành Đông tổ chức lễ khánh thành cầu kênh A61 thuộc ấp 6 xã Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ. Cây cầu được xây dựng với chiều ngang 1m6, dài 13m. Mặt cầu tráng bê tông, lan can cầu, bằng sắt với tổng trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, Phật tử Chùa Thường Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 60 triệu đồng, nhân dân đóng góp 10 triệu đồng. Sau khoảng thời gian thi công, đến nay cây cầu đã đưa vào sử dụng, là điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và các em học sinh, đồng thời giảm bớt một phần chi phí trong việc vận chuyển vật tư nông nghiệp cũng như nông sản. Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp Phòng Tư pháp huyện Mộc Quá tổ chức tập quấn các đề án về phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp hộ tịch. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ Đại trường thanh xã phường cổ quyền Mộc Quá và thị xã Kiến Tường. Tại hội nghị, báo cáo viên khái quát sơ lược tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm của cả nước trong đó nêu lên một số hành vi vi phạm hành chính, hình thức mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Ngoài ra, báo cáo viên còn trình bày nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, giới thiệu Bộ luật dân sự năm 2015. Hội nghị tập quấn nhằm trang bị kịp thời cho các học viên những kiến thức pháp luật mới, bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền vận động quần chúng, 9 tháng qua, số trẻ sinh ra trên địa bàn huyện Bến Lức là 1.432 trẻ. Số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên có chiều hướng tăng. Theo thống kê của Trung tâm Dân số Kế hoạch quả Gia đình huyện, trẻ sinh là con thứ ba trở lên trong toàn huyện là 38 trẻ, tăng 6 trẻ so với cùng kỳ. Trong đó có 7 xã tăng sinh con thứ ba trở lên so với cùng kỳ. Những năm qua, mặc dù đã tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện biện pháp để kéo giảm mục tiêu sinh con thứ ba trở lên, tuy nhiên mục tiêu này vẫn chưa có được kết quả bền vững trong thời gian tới, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình huyện tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, vận động dân số kế hoạch hóa gia đình tại các địa bàn dân cư bằng nhiều hình thức như giảng gia, tư vấn hộ, họp nhóm, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình. Trong đó quan tâm tập trung củng cố các mô hình không sinh con thứ ba trở lên ở ấp khu phố xã thị trấn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi tiết đọc thư viện. Tham dự hội thi năm nay có 24 giáo viên đến từ 6 huyện: Bến Lức, Châu Thành, Tân Trụ, Tân Thành, Vĩnh Hưng và Tân Hưng tham gia dự án Ramtores. Mỗi giáo viên dự thi dạy một tiết đọc với các hình thức đọc to, nghe chung dành cho khối lớp 2-3, cùng đọc dành cho khối lớp 4-5. Được diễn ra trong 6 buổi thi. Hội thi được tiến hành ở 3 điểm trường tiểu học của huyện Tân Trụ: Tiểu học Nguyễn Văn Thuần, Tiểu học Quê Mỹ Thạnh và Tiểu học Giỏi Văn Mùi. Theo đánh giá của ban tổ chức. Hội thi năm nay được nhiều giáo viên tham gia và có nhiều tiết dạy có chất lượng cao. Nhiều loại sách có tên mới được giáo viên sử dụng trong tiết dự thi. Gà trống muốn ngủ nướng, chuột tiếp không muốn đi nhà trẻ, mái tóc của rừng, cậu có lấy hạt của tớ không? Qua hội thi đã khẳng định vị trí tầm quan trọng hiệu quả của tiết đọc, thư chuyện trong việc hình thành thói quen kỹ năng đọc cho học sinh tiểu học. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, tiết đọc thư chuyện tại các nhà trường, tạo cơ hội để giáo viên, cán bộ quản lý trong các nhà trường học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động trong tiết đọc, khai thác sử dụng hiệu quả những cuốn sách có trong thư viện. Giờ rồi là chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.